Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng chợ trái cây của thành phố Sa Đéc nha các bạn. Bán đủ loại trái cây rẻ lắm các bạn ơi, mà ngon nữa. Đây là chợ trái cây của Sa Đéc nha các bạn. Giờ rất là lớn, bán rẻ trái cây đủ thứ hết chừng. Có giá sẵn luôn các bạn. Đây khu vực bán. Đây là chôm chôm nè, 25k/kg nha các bạn. Nè, chim chim có 25k/kg. 3kg luôn à. Nè, các bạn thấy không? Đẹp kìa. Bán hai bên luôn nè các bạn. Nè, các bạn thấy không? Bên đó có giá sẵn luôn 60k. Đó, 60k là măng cục đó các bạn. 40, 60, 55 có đầy đủ giá. Đây chạy chạy dài nè, mút ngàn luôn. Đây có giá sẵn rồi các bạn thấy không? Như là quýt nè, quýt 20k, 40k cũng có, 30k cũng có luôn. Giải đầu mùa, giải đầu mùa 50k các bạn. Nè, ngon ghê không? Tươi xanh, măng cục. Cục bao ăn luôn 50k, 40k có luôn. Mặn Hà Nội 25k, mặn Hà Nội. Bơ mà các bạn, bơ thấy không? Bơ 30k có, 25k có. Bên đây 20k luôn. Bên đây 20k 1kg. Cam, cam có 10k, 12k. Cái này vô mùa sầu riêng nè, quá trời sầu riêng luôn, đúng không? Sầu riêng đầy dễ hết trơn. Vô mùa nè, các bạn thấy sầu riêng ra, có sầu riêng nhiều không? Nè, chạy dài lúc, lúc trong kia luôn. Rồi nè các bạn, rồi cắt vào lọc sầu riêng. Bên đây có sầu riêng nhỏ, sầu riêng lớn đầy đủ hết. Bên đây sầu riêng nhỏ, chôm chôm thái, chôm đường thì vẫn có 15k các bạn. Đây sầu riêng 50k nè, vô mùa sầu riêng 50k. Ở đây ghi 6, đây ghi 6 là 55k. Bưởi da xanh, mút ngàn luôn rồi, các bạn thấy không? Đủ loại hết. Đây, cái xếp này đủ loại hết. Chim chim thái, hàng nhỏ 10k. Đủ loại hết các bạn thấy không? Đồ trái măng cầu. Măng cầu bự ghê luôn. Bự cũng ghê luôn các bạn thấy không? 35k. Mặn 15k. Đây sầu riêng các bạn. Sầu riêng này ngon rồi nhưng mà không thấy rẻ giá. 70. Sầu riêng này 70 các bạn. Lép sữa 70k 1 ký. Hai bơ luôn các bạn. Bơ đầy đủ hết. Đây xoài, xoài sống thì chín có đầy đủ hết. Mít tô nữ nè các bạn. Mít tô nữ, mít tô nữ chín cây. Ổi có giá sẵn hết rồi các bạn, vô đây mua là khỏi trả giá các bạn. Có giá sẵn.
chợ Sa Đéc nha các bạn. Rồi này, thường thường là người ta nhóm vợ khoảng 3 giờ đến tối nha các bạn. Ban ngày là người ta không có bán, buổi sáng người ta không có bán, bán chỉ buổi chiều, còn chợ này bán về buổi chiều, bắt đầu lúc là 3 giờ. Ồ, sầu riêng này G6 có 45k các bạn, G6. Đầy đủ thứ đó, đầy đủ trái cây hết rồi. Đó, cà na ngâm muối nè các bạn, cà na ngâm đường. Em cái chợ ơi, các bạn thấy không? Đi y xèo luôn. Đây, mặn nè. Mặn đủ loại hết, 15k có, 10k có, đủ loại giá. Đây xèo Hòa Lộc. Xèo lọc chín có 20k các bạn. 20k một ký. Ở đây mùi có 10k luôn nè. Hòa Lộc chín 10k luôn. Cái này vô mùa mặn Hà Nội, mặn Hà Nội nhiều quá. Cam có 12k một ký. Bên đây thì nó không được đẹp hơn thì 10k. Bơ 15k một ký các bạn. Mít cục đỏ đó. Này các bạn thấy mít cục đỏ không? Mít cục đỏ, bên đây mít cục vàng. Hai loại. Chuối, rau, củ quả, đầy đủ hết. Bên đây dưa leo, rau, củ quả có luôn. Đây xoài, chuối luôn. Cái này cái gì các bạn? Thơm. Cái thơm, thơm bự ghê. Chín luôn rồi. Dưa gan nữa. Dưa gan có 10k một ký. Dưa gan 10k một ký mà bột ghê luôn các bạn thấy không? Quá ngon luôn. Lên bột cũng lạnh luôn. Ngủ lâu mới thấy lại này. Cà na ngâm nè các bạn. Cà na đập á, ngon ghê không? Nhìn thấy thèm. Cam. Này sầu riêng thái lép à. Thái mà hạt lép. Có cả thịt nướng nữa nè. Này nem nướng. Mít nè các bạn. Mít cuộn vàng cuộn đỏ luôn. Đây trái. Cuộn vàng có, cuộn đỏ có. Rồi, sầu riêng có 50k một ký các bạn. Chín hết rồi. Cái này các bạn thấy không? Đây là nguyên cái chợ. Nguyên cái dãy chợ. Cái này bên ngoài của chợ các bạn. Cái điểm bán trái cây lẻ là, bán lẻ trái cây. Cái này trái cây nhà vườn. Còn bên kia là cái đường quốc lộ bển, tỉnh lộ bển. Cái dĩa bên đây trái cây nhiều hơn mình dĩa đó, để mình quay cho các bạn xem qua đây. Khi nào có dịp về Sa Đéc các bạn ghé chợ Sa Đéc nè. Trái cây tha hồ lựa chọn luôn. Đây có bánh mì bò lụi nè các bạn. Để anh qua dĩa nên quay các bạn xem bên đây nè, trái cây nhiều hơn dĩa bên đó nữa. Nguyên toàn cảnh của cái chợ nè. Nè các bạn thấy cái chợ Sa Đéc không?
này. Đây, chè đủ loại luôn. Đủ loại chè luôn các bạn thấy không? Vậy này phong qua đầy đủ hết. Phong qua đầy đủ hết luôn. Cái cây bên này nhiều hơn dĩ bên kia nữa các bạn. Ở đây sầu riêng thắp muối sẵn rồi các bạn. Sầu riêng thắp muối sẵn là vàng ươm luôn rồi đó. Ngon chưa? Chóc ngọt lắm cô. Quá ngon à. Mảng cầu. Mảng cầu gai. Mảng cầu gai, mảng cầu này ngon. Đây có giá sẵn luôn các bạn. Nho 35k có. Có giá hết rồi. 30k, 20k. Cái đây là khỏi trả giá các bạn. Có giá sẵn. Cảnh nhộn nhịp của cái chợ. Cam có 8k luôn. Có 8.000. Bên đây 10.000. Vậy này rẻ, vậy bên kia nữa. Bên đây đủ loại luôn nè các bạn. Khoai lang luôn, có 10k. Bên đây có 8k luôn. Giá sẵn rồi các bạn thấy không? Măng cục, bơm, lê có giá hết. Các bạn thấy không? Bơm có 25k luôn. 25k 1 ký. Măng Hà Nội bên đây 25. Nhỏ hơn bên đây. Bên đây thì 35, bên kia 40 đẹp hơn. Đây măng cục. Toàn cảnh của chợ này các bạn. Đông y xèo nó không nhộn nhịp không? Buổi chiều á nó bán dữ lắm. Mát trời. Khóm á. Không, khóm. Khóm mặn đủ thứ hết. Chôm chôm. Chỗ nào quầy nào cũng có để giá sẵn hết các bạn. Chạy dài mút 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 cái dưới luôn các bạn. Cam ta đang lựa ra phân loại ra. Cái này mặn Hà Nội nhiều quá, đi đâu cũng thấy mặn Hà Nội hết, vô mùa. Đủ giá chứ, có giá đầy đủ hết. Đây có 10k, bên đây 30k nè các bạn. Trời quả lọc. Sống có, chín có. Ồ, bông này bông thiên lý nè, bông này ăn lẩu nè các bạn. Bông đang lẩu. Hỏi ruột đỏ. Chôm chôm. Ờ dứa. Thơm chứ. Thơm chứ, chứ thơm chứ quay thơm. Thơm. Sủi rủ. Đặt ruột luôn. Sabo. Dưa gan các bạn. Dĩ này còn bán rẻ dĩ bên kia các bạn. Đủ loại luôn không?
Sà Đài Loan 15 ca ký. Khô đủ loại khô. Ờ bánh. Đó là bánh gì ngon quá, nguyên cuộn luôn. Nhưng mà bánh mì mà không biết kêu bánh gì. Dâu. Dâu xanh. Cóc mà các bạn. Đủ loại nha, có dưa lưới nha. Dưa lưới thì 40k. Ồ, quá nhiều nha các bạn thấy không? Nhà hàng nhiều thứ luôn, đủ loại luôn. Phía bên đây là nhà lòng chợ các bạn. Còn đây là bán trái cây, bán lẻ. Đủ loại trái cây, đủ loại giá luôn. Chim chôm Thái này 25 nè các bạn. Con này chim chôm đường nữa gì. Chim chôm đường thì có 20. Thái thì 25, đường thì 20. Cái gì chứ cái đậu nành nè các bạn. 30k ký. Nó chạy dài mút ngàn luôn các bạn. Đủ loại giá luôn không? Đủ loại trái cây, đủ loại giá luôn. Ồ, bánh bò nướng này các bạn. Đây bánh bò nướng. Này bánh bò nướng. Trái cây. Này quầy trái cây đủ loại luôn. Còn kia ngủ cái gì thôi. Nho Mỹ luôn các bạn. Nho Mỹ, nho xanh đủ thứ hết. Đây cái quầy bên đây Sabo 35 có, đây 30 có, 25 có. Dâu có luôn. Dâu bơ mặn Hà Nội đủ thứ hết. Xoài. Bên đây cái dĩa thì bán xoài nhiều. Các quả lọc không hả các bạn? Chín có, sống có. Bên trong cũng có mấy cái sạp bán các bạn. Bắp. Bắp vàng. Sầu riêng ghi 6, 60k. 60k 1 ký. Ghi 6. Mít Thái 10k. 10k 1 ký. Ký 10k các bạn. Bưởi 15k. Đây xoài. Đủ loại lên các bạn thấy không? Khô, nó khô, xoài đủ loại hết. Đủ mọi loại giá hết. Đủ loại trái cây luôn. À, bên đây đủ loại giá hết trơn. Có giá sẵn hết rồi nha các bạn. Phải đi vô chợ này là khỏi cần giả giá. Này qua bên dĩa này cũng vậy nè. Giá có thể sẵn đây sẵn hết. Ai thích giá cái gì đó thì cứ mua giá đó. Ai thích loại rẻ tiền thì có rẻ tiền, mắc tiền thì có mắc tiền các bạn. Nhiều loại giá luôn.
sầu riêng 60k có, 55k có nè các bạn, thấy không? 60k thì ở đây nè, lớn hơn. Còn 55 thì hơi nhỏ hơn. Đây là tới đây là dãy cuối bán trái cây các bạn. Bán lẻ trái cây hết rồi các bạn. Có đây xếp cua với gì rau câu ngon lắm các bạn. Nước nước uống đó là nước xăm có đầy đủ hết luôn. Nước xăm rồi. Ớt cay nha. Đầy đủ hết. Nè, bông hoa bán đầy đủ hết các bạn thấy không? Nè, toàn khung cảnh của chợ Sa Đéc này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại video tiếp theo các bạn.